Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký ban hành công văn hỏa tốc gửi các sở ban ngành đoàn thể địa phương về tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất đá và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở theo công điện số 67 CDTTG vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 67 CTTTG cũng như các công điện và văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại khu vực km 10 950 tuyến quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn tà mò xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang đồng thời chủ động có trách nhiệm triển khai công tác ứng phó mưa lũ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới trên địa bàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy, Ủy ban Nhân dân Bắc Mê và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin tình hình, kết quả, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá. Tiếp tục khắc phục nhanh nhất hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức ứng cứu người bị thương xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương, lo hậu sự theo quy định, thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Tiến hành kiểm tra đánh giá xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, thông tin cảnh báo nguy hiểm kịp thời, tránh xảy ra sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là các vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông. Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo các lực lượng công an tại huyện, xã và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tập trung, triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và khắc phục hậu quả sự cố sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Giám đốc thủ trưởng các sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng công thương, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý và theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn, phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ sạt lở theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để sơ tán di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cũng phân công các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra phối hợp với địa phương, chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nếu vượt thẩm quyền. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, tính đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại khu vực km 10 950 tại quốc lộ 34, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, trong đó 8 nạn nhân tử vong thuộc xe khách 16 chỗ, 3 người tử vong thuộc xe ô tô Innova xuống hỗ trợ xe khách, một người mất tích chưa xác định được danh tính. Lời kể người về từ cõi chết. Là một trong số những người sống sót được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hà Giang, anh vừa mới xính 20 tuổi, chú huyện Mèo Vạc, Hà Giang, vẫn còn hoang mang sau khi trở về từ cõi chết. Anh xính kể là bản thân đang làm thuê ở Hà Nội. Tối ngày 12 tháng 7, anh bắt xe khách về quê thăm gia đình. Sau quãng đường dài khoảng 2 giờ, vào ngày 13 tháng 7, anh tới thành phố Hà Giang, rồi tiếp tục bắt xe khách chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng để di chuyển về nhà. Khoảng hơn 3 giờ sáng, xe khách chở theo 20 người, cả người lớn và trẻ nhỏ, khởi hành từ thành phố Hà Giang. Khi đến thôn Tà Mò, xã Yên Định thì xe bị xa lầy bánh, không di chuyển được. Lúc này trời vẫn đang mưa lớn, anh Xính và nhiều người trên xe xuống đẩy để xe vượt qua vũng lầy. Một số người ở xe ô tô gần đó cũng đến hỗ trợ, nhưng bánh xe chỉ quay tít, chứ xe không nhúc nhích. Ít phút sau khi xuống xe, đất đá trên đồi đổ xuống khiến những người dân tháo chạy nhưng không kịp. Nhiều người bị đất đá đè lên ngang người và có tiếng kêu cứu phát ra. Bản thân anh Sính thì bị vùi lấp tới cổ nên cố gắng đưa tay gạt đất bám trên mặt để thở. Vài phút sau, đất đá tiếp tục sạt xuống. Lúc này anh Sính không nghe thấy tiếng kêu cứu và không thấy một số người bị đè ngang người nữa. Sau gần một tiếng bị vùi lấp, anh Sính được lực lượng chức năng ứng cứu đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang ba người trên xe đưa dầu xuống hỗ trợ xe khách tử vong. Là một trong những người có mặt tại hiện trường vụ sạt lở từ sớm, Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông nhận được tin báo có xe khách xảy ra sự cố. Tại xã Yên Định, nên cùng 30 cán bộ chuẩn bị phương tiện dụng cụ, nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để cứu hộ. Trước nhiệm vụ cứu người, xe cứu hộ đi với tốc độ nhanh, Khoảng 7 phút sau, đoàn cứu hộ đã có mặt tại vị trí mà xe khách gặp nạn. Thời điểm tiếp cận hiện trường, Thượng tá Học thấy bốn người bị bùn đất trôn lấp đến cổ, nên nhanh chóng phân chia bốn chiến sĩ một tổ, dùng cuốc sàng đào bới để cứu người. Thượng tá Học nói, cả bốn nạn nhân này vẫn còn sống, nhưng tất cả đều đã thấm mệt, không nói được gì. Lúc này, mặt mũi và người họ lấm lem toàn bùn đất, nên chúng tôi bán giao cho lực lượng y tế. Theo thượng tá học, khi ông đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Innova có 7 người đi đưa dâu về đến xã Yên Định cũng không thể di chuyển qua do sạt lở. Thấy xe khách gặp nạn, ba người trên ô tô này, một tài xế và hai người trên xe xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp. Vị thượng tá thông tin thêm, do trời tối, khu vực xảy ra sạt lở rất nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ đã dừng tìm kiếm. Công việc cứu hộ sẽ tiếp tục vào sáng ngày 14 tháng 7. Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê, Hà Giang, đêm ngày 12 tháng 7, dạng sáng ngày 13 tháng 7, trên địa bàn huyện Bắc Mê xảy ra mưa lớn. Khu vực km 10 950 tại quốc lộ 34 xã Yên Định tiếp tục sạt lở đất đá với khối lượng lớn. Khoảng 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại km 10-900, tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp xe khách biển số 29E-024XX chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng. Một số người dân đi xe máy và xe ô tô Innova có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn mét khối. Ông Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, ngay khi nhận tin báo về vụ tai nạn, bệnh viện đã bật chế độ báo động đỏ, huy động lực lượng, trang thiết bị y tế, hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân. Tính đến 12 giờ 20 cùng ngày, bệnh viện cấp cứu cho 4 người, trong đó có một trẻ em, 3 người lớn. Theo ông Văn, cả 4 bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe ổn định, 3 người bị chấn thương phần mềm đang được theo dõi tại khoa cấp cứu, một thanh niên thì bị gãy xương đùi, đang chờ huyết áp ổn định để phẫu thuật đóng đinh. Chiều tối ngày 13 tháng 7, sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường, vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân, tự vệ và cả người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn. Tuyến đường quốc lộ 34 đoạn km 10 950 được lực lượng chức năng lập chốt hai đầu, căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Tại các điểm lập chốt, các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn nước uống. Vừa lau mồ hôi ướt sũng khắp người, gương mặt vẫn thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở, Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Lúc 4 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7, đơn vị nhận được thông báo về vụ sạt lở tại huyện Bắc Mê. Sau 10 phút, xe chỉ huy và xe chở 29 sĩ lên đường, chỉ mất khoảng 10 phút, lưu lượng tới hiện trường. Thượng tá Hóc nói, lúc đầu chúng tôi nghĩ là xe bị lăn xuống vực, anh em chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ trên xe như là dây, máy cắt, các loại kẹp kìm, vân vân. nhưng khi đến nơi thì hiện trường lại khác. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ, lên đến hàng trăm hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt cô lộ bà tư thượng tá phan minh học tâm sự khi nhìn thấy hiện trường thì cả đội rất lo lắng chỉ mong là có người còn sống anh em đều suy nghĩ còn thở được là còn hy vọng ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay chân thò ra từ đống đất đá sạt lở, cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét, lúc này mọi người bắt đầu lao đến, dùng cuốc sẻng, chia làm các nhóm, mỗi người 4 người ra đào bới. Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người thì nằm chết bên bờ vực, sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau, người bên trên bị tảng đá lớn đè lên, đã tử vong, người bên dưới là vừa mê xính, vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Cứu được nạn nhân còn sống, cảnh sát càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác. Thượng tá học kể lại, xác định được vị trí của các nạn nhân bị vùi lấp rất khó khăn vì họ nằm dài rác. Thậm chí chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Bốn người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo Thượng tá Học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Innova có 7 người đi ăn cưới, về đến xã Yên Định, thấy xe khách gặp nạn, 4 người trên ô tô này xuống ứng cứu, cũng bị đất đá vùi lấp. Anh Học nói, vụ sạt lở này thương tâm quá, rời hiện trường, tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này. Trong số các nạn nhân, có em bé còn quá nhỏ đến 18 giờ 30 phút, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm do trời tối mưa rất dễ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Dự kiến sáng ngày 14 tháng 7, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở.